Phan Trị Hân lén lút tặng quà cho Chipu, vô tình để lộ chi tiết muốn làm rể Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, Chipu không chỉ tích cực hoạt động trong nước mà còn phát triển cả ở Trung Quốc. Đặc biệt, màn kết hợp của Chipu cùng nam thần Phan Trị Hân trong MV mới khiến khán giả phải chú ý. Mới đây, trong video hậu trường được đăng tải, nam diễn viên điển trai của Cbiz đã tặng nàng mỹ nhân Việt một chú gấu trúc bông hoa hoa. Không những vậy anh chàng còn theo đàn chị học tiếng Việt tại hậu trường quay MV được nam thần sứ trung tặng quà, Pu không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc. Cô nàng vừa ôm gấu trúc bông hoa hoa vừa nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn cặp đôi này các fan không khỏi muốn đẩy thuyền hẹn hò thật ngoài đời. Không thể phủ nhận được rằng Pu và đàn em kém 6 t, ủi trông cực kỳ đẹp đôi. Cách đây không lâu, Pu đã quay lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Người Mặt Trời. Nhan sắc của nữ diễn viên được nhận xét là ngày càng cuốn hút, diễn xuất cũng có tiến bộ rõ rệt. Song song với việc duy trì danh tiếng trong nước, Chipu cũng phát triển bản thân khi tham gia chương trình tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng tại Trung Quốc. Trước đó, hồi đầu năm, Chipu cũng từng góp giọng trong MV Follow Me của Lưu Nhã Sắt, một diễn viên kiêm ca sĩ của Trung Quốc. Trong lần trở lại này, Chipu muốn tìm một màu sắc mới trong âm nhạc. Tình cờ, Hứa Kim Tuyền vừa viết ca khúc Finding You sau một cơn trầm cảm và có thêm trải nghiệm, nguồn cảm hứng mới. Cái bắt tay giữa Chipu và Hứa Kim Tuyền một hit maker đời mới với phong cách sáng tác đa dạng, đã mang đến cho MV Finding Yêu một không gian âm nhạc vừa quen vừa lạ, giai điệu khá bắt tai. Phan Trị Hân lén lút tặng quà cho Chipu, vô tình để lộ chi tiết muốn làm rể Việt Nam. Hình 4 Finding Yêu cho thấy sự cài cắm hợp lý của hứa kim tuyển khi pha trộn chất RNB và pop, đi kèm với tiếng trống giải rác, tạo nhịp và những quãng giãn để giọng Chipu phủ lớp vào. Đồng thời, khắc phục được những hạn chế trong giọng hát của ca sĩ này. So với những sản phẩm phát hành trước đó, từ 0 giờ 54 phút tới 1 giờ 5 phút, giọng Chipu tỏ ra hơi đuối, thiếu ấn tượng. Còn lại dễ nhận thấy cách xử lý bài hát của Chipu lần này có sự tiến bộ, không còn sự chênh, phô nhiều. Phan Trị Hân lén lút tặng quà cho Chipu, vô tình để lộ chi tiết muốn làm gì Việt Nam. Hình 5 Dưới MV, khán giả để lại nhiều bình luận khen MV cuốn quá cuốn, có đầu tư, Chipu và Phan Trị Hân đẹp điên đảo, mê quá. Chipu có sự cố gắng và tiến bộ trong giọng hát. MV Finding yêu kể câu chuyện tình yêu diễn ra trên con tàu định mệnh. Họ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm và say mê nhau chỉ trong một ngày. Nhưng chớ trêu thay, số phận sắp đặt con tàu sẽ không thể cập bến, mặc cho tình yêu của họ ra sao. Chia sẻ với truyền thông, Chipu cho biết bài hát thể hiện sức mạnh nội tâm của một cô gái có trái tim mạnh mẽ, luôn chủ động trong cuộc sống, dù vũ trụ ngừng trôi, trái đất ngừng quay, cô vẫn đi tìm tình yêu đích thực của mình. Phan Trị Hân lén lút tặng quà cho Chi Pu, vô tình để lộ chi tiết muốn làm rể Việt Nam. Hình 6 Tôi muốn dành tặng ca khúc này cho những cô gái đang yêu và sẽ yêu. Bản thân Chi là một người chưa bao giờ mất niềm tin, luôn hy vọng vào tình yêu. Chi cũng đang kiên trì đi tìm tình yêu trọn vẹn dành cho mình, Chi Pu nói. Về việc vì sao chọn diễn viên Phan Trị Hân đóng chính trong MV mới, ca sĩ nói anh có một ngoại hình phù hợp với hình tượng mà MV đang hưởng đến. Đó là một người đàn ông tạo cảm giác tin tưởng kể cả khi gặp lần đầu, khiến cô gái yêu sống yêu xê. Hết, yêu đi yêu lại. Chi Pu nói Phan Trị Hân có một vẻ đẹp mà bất cứ cô gái nào gặp cũng phải đổ gục. Chưa kể, anh còn là một người dễ mến, thân thiện và dễ thương. Phan Trị Hân lén lút tặng quà cho Chi Pu, vô tình để lộ chi tiết muốn làm rể Việt Nam. Hình 7 Ca sĩ 9X tâm sự, thời gian qua, cô phải đi đi lại lại giữa Việt Nam và Trung Quốc để cho ra MV. Bên cạnh bản tiếng Việt, Chi Pu cũng phát hành song song bản tiếng Trung cho thị trường tỷ dân để cảm ơn sự ủng hộ của fan ở đây đã ủng hộ cô suốt thời gian qua. Chi Pu nói, do vốn tiếng Trung có hạn nên cô gặp khó khăn về phát âm. Quá trình thu MV bản tiếng Trung, ca sĩ phải làm việc trực tiếp với vocal producer Trung Quốc để chỉnh sửa, nắn nót phát âm sao cho chuẩn.